Làm thì to bạn. Đây, rất to bạn. Thì mong. Gấp lá, gấp lại, rửa sạch lá, gấp lá, gấp gì đó. Lá thứ nhất vẫn cần phải ai ra. Lá thứ hai cùng tiêu, cùng vào một tí này. Lá thứ ba cùng vào một chút này. Lá thứ tư vào một chút nữa từ này. Như vậy bánh sẽ có 4 lá, mép lá sẽ lệch nhau như thế này. Nhau dùng cái này làm chuẩn đo cắt. Anh nhung bình thường. Sau đó bỏ lá ra, thứ nhất gấp lá lại. Thứ hai lá thứ hai cũng gấp lại. Gấp lại. Lá thứ tư cùng gấp lại. Cơ bản là mình sẽ vuông lọt góc bánh. Đây, lọt góc bánh lại. Gấp lọt góc bánh. Bánh ngon. Ừ, bánh ngon, có thể gọi bánh ngon. Lọt góc bánh. Không em là nhanh gì tết thôi. Ừ. Để làm bánh trưng. Lọt góc bánh. Xong. Ui. Gạo vào. Một bát gạo. Đầu vào. Đầu. Đối với bánh trứng đùng để thơ, chúng ta không nên bỏ nhân thanh hoặc là tỏi hoặc là các cái gia vị có mùi thơm khác, có mùi đặc trưng khác. Tiếp theo đổ gạo lên. Được rồi. Rồi, con lùi ra để bổ
một đùng vào đánh này, con lui ra đi. Con tái lui ra nào. 15 rồi. Dèm 4 góc bánh cho gạo chặt xuống. Con xưa trắng đây có 45. Rồi, con xưa trắng kèm 15. 45 đi nghe em nào lại. Đi nó bồi cho lại. Rồi, gấp bánh lại. Gấp bằng này cho đẹp. Đảm bảo cho là bánh không bị bung thì phải lọt một miếng lá phía trên, gấp bánh lại. Bánh lại. Đây, buộc bánh lại thích tròn. Có lẽ bị đập. Bánh vào một góc. Có lẽ sẽ bị đập à? Để tạo cho cái chiếc bánh vuông. Để cho chiếc bánh được vuông thì chúng ta phải lật tất cả các kỳ để vào một góc. Cơ bản là bánh vuông. Bánh không nên gói chặt quá vì nếu gói chặt quá thì đến khi nấu bánh nở ra thì sẽ bị bung lá. Đấy. Như vậy
Đây đã là một chiếc bánh khá vuông. Ok, tí nữa bố sẽ cho con gọi. Bố cho cả con đi bố. Tắt máy.